Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 38 của Vô Sĩ Đạo Tặc Lần này thì không cần phải lén nút mà là Quang Huynh chính tại đi vào cửa lớn Thủ vệ vừa đi đến cửa thì dừng lại nói Bá Tức Điện Hạ có nói là chờ đại nhân ở nơi gặp mặt lần thứ hai Nơi gặp mặt lần thứ hai Cổ Diêu suy nghĩ một chút thì hiểu được Lần đầu tiên gặp mặt chính là ở Ngà Trạch Lập Tư, còn lần thứ hai ở chính là huyết chi giới trong mật thất cổ huyết bảo không cần mở khóa cánh cửa vào huyết chi giới đã mở cổ diêu đi vào hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là dracula đang ngồi ở giữa mà tĩnh tọa cổ diêu đi thẳng vào vấn đề ba tước có muốn hỏi ngài một việc dracula mở hai mắt hờ ha, hờ hờ xem ra thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi hỏi chuyện gì cũng được nhưng trước tiên phải đánh một trận đá không đợi cổ diêu đáp ứng, Dracula đã bay lại, hồng quang trên người tăng lên, trong tay xuất ra một cái huyết cầu. Xem ra không đánh không được, cổ diêu đành phải vận đấu khí, một quyền như lưu tinh xuất ra ngành đón. Một đỏ một trắng, hai quyền kình va chạm, sau đó thì bị màu đỏ nuốt lấy. Cổ diêu đã chứng kiến qua hấp huyết đại pháp của Dracula ở ngã trạch lập tư. Ngoại trừ có khí tức tả ác ra thì còn có thể nhanh chóng phân giải đấu khí của đối thủ, khiến cho đối thủ vô kế khả thi mấy năm không gặp huyết ma ngày càng mạnh hơn thậm chí là đấu khí cũng bị đồng hóa hai bên tăng lực lên uy lực cũng lớn hơn dracula hừ một tiếng khinh thường nói linh động vô dụng thôi mau cho ta chứng kiến thiên ma quyết nào để xem thực lực của ngươi ra sao hàn đan sau khi trở về ma giới thì không chỉ tu luyện tu la tuyệt tâm mà vẫn tu luyện linh động dracula lại thường xuyên chỉ điểm cho nàng cho nên cũng biết đại khái về linh động trước mặt tên huyết ma cường án này thì linh động quả thật là không có tác dụng vì thế của diêu xuất ra thêm một quyền nữa nhưng quyền này lại có màu đen và có hình như là một cơn lốc xoáy nguyên tử bạo liệt quyền của thiên ma quyết lấy nguyên tử làm cơ bản phân chia ra với tốc độ cực nhanh đó là cơ sở của nguyên tử bạo liệt quyền cho dù tốc độ đồng hóa của hấp huyết cũng không bằng một quyền này đánh tan huyết cầu mà quyền kình vẫn còn dư lực hướng về phía huyết ma hay phải thế này chứ Dracula cũng lên tiếng khen mà tay thì vẫn không có rừng một huyết thuẫn hiện ra trong lòng bàn tay Quyền kinh va chạm với huyết thuẫn thì kêu lên vài tiếng rồi từ từ thu nhỏ lại và hoàn toàn biến mất. Dưới sự phân giải liên tục của hấp huyết kính thì nó không thể nào phá vỡ được phòng tuyến. Nhưng mà người rơi vào thế hạ phong đã là huyết ma. Dù sao thì hắn phải vận đấu khí liên tục mới phá được chiêu thức của cổ diêu. Dracula cũng không tức giận mà chỉ cười. Ha, 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 thiện mà quyết quả nhiên là đặc biệt. Đến đây nào, tiếp tục đi. Mười ngón tay của hắn chỉ thẳng ra, hàng trăm ngàn tia máu xuất ra, các tơ máu này đan xen với nhau tạo thành một huyết võng, mà các tơ máu vẫn còn tương liên với 10 ngón tay của huyết ma. Nhìn cái huyết võng đang tiến về phía mình, Cổ Diêu không dám chậm trễ, vội xuất ra một quyền, tạo nên một lỗ thủng trên huyết võng. Nhưng Cổ Diêu chưa kịp vui mừng thì Dracula lập tức bổ khuyết lại huyết võng. Cổ Diêu thấy thế thì kinh ngãi, chính vào lúc này thì huyết võng chộp xuống như tia chớp. Không có tiếng động kịch liệt, nhưng mà mặt đất lại giống như đậu hũ, bị huyết võng xuyên qua dễ dàng. Lực phá hoại thật là kinh khủng. Nhưng Cổ Diêu không phải là mặt đất, khi huyết vãng chụp xuống thì thân ảnh của hắn đã biến mất. Hào khinh tởm. Dracula mặt không thay đổi, tay run lên, huyết vãng từ dưới đất được nâng lên, cũng không cần nhìn mà cho huyết võng trùm về phía sau. Cổ Diêu lần này đã sớm có sự chuẩn bị, sử dụng quỷ bộ để tránh né huyết võng ở những góc độ dễ dàng nhất. Phương thức công kích của huyết võng cũng giống như là roi vậy, tuy dài nhưng lại khó khống chế, nếu như bị đối thủ tiếp cận thì sẽ luống cuống chân tay. Kế hoạch của hắn thì đúng, nhưng mà đối tượng thì lại sai. Ngón tay của Dracula di chuyển, huyết võng lại hóa thành hàng trăm sợi tơ, rồi lại xuất hiện trước người hắn và hợp lại thành một cái huyết võng khác. Cho dù thân pháp của cổ diêu có cao siêu đến đâu đi nữa thì huyết võng luôn xuất hiện trước mặt hắn như bóng với hình. Lúc này Dracula còn khéo léo hơn cả một thợ dệt xuất sắc. Các tờ máu trong tay của hắn dường như là vật sống. Hắn có thể tùy tâm mà khống chế, hóa giải hoàn toàn thế công của cổ diêu nhìn cổ diêu chật vật dùng quỷ bộ để né tránh dracula nói nếu những người chỉ có thực lực như thế thôi thì quả thật làm cho ta quá thất vọng cổ diêu nghe thế thì dừng cước bộ quả thật là cứ phòng ngự không thì cũng không phải là biện pháp tốt nhìn huyết vọng bay tới cổ diêu không còn né tránh nữa kim quang từ trong thân thể hắn phát ra sau đó thân thể của hắn di chuyển như con quay càng ngày càng nhanh kim sắc quang cầu bay về phía dracula phá tan toàn bộ các tia máu chạm vào nó nếu như không thể thủ thắng bằng kỹ xảo được thì phải cường công thôi dracula vội bỏ huyết võng tạo ra một huyết thuẫn nhưng là độc long toàn tiếp tục đâm vào huyết thuẫn bị phá vỡ kim toàn trúng vào người của dracula huyết ma kêu lên một tiếng đau đớn lập tức lui về sau tuy đã sử dụng tốc độ nhanh nhất nhưng mà vẫn bị trúng đòn Hải lắm thế này mới là chiến đấu chứ hơ, hơ, hơ. trong tiếng cười điên cuồng hai con người của dracula biến thành màu đỏ sậm hàm răng trở nên bén nhọn một đôi cánh rơi xuất hiện sau lưng hắn mở rộng ra khôi phục lại hình dạng ác ma đây chính là dracula chân chính đấu khí màu đỏ tuôn ra khỏi thân thể của hắn liên tục nhưng toàn bộ lại hướng về phía trên bầu trời ở trong huyết chi giới nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp mây màu đỏ áp lực trầm trọng và nó cũng rất thấp tựa hồ như là chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào nó vậy khiến cho người ta cảm thấy áp lực dracula phất cánh bay lên trời cao lọt vào đám mây thanh âm của hắn truyền ra tiểu tử tiếp chiêu đại huyết bằng vừa dứt lời thì một dãy lụa màu đỏ rất lớn từ trên trời rơi xuống nhìn từ xa thì giống như là một dòng thác đang tuôn xuống mang theo một uy thế không thể nào kháng cự được mà mục tiêu của nó chính là cổ diêu ở bên dưới huyết thác này có phạm vi rất lớn gần như là bao trùm cả tiểu vị diện cổ diêu không còn nơi để tránh nhìn huyết thác từ trên trời chảy xuống cổ diêu hít sâu một hơi cầm chặt cốn long trong tay hét lên một tiếng một đao quang hình bán nguyệt bay ra mang theo một tiếng long ngâm cổ diêu giống như là một con rồng bay thẳng lên kiều tiên dĩ nhiên là đang tách huyết thác ra nghịch lưu bài lên đây là chiêu thức cải tiến từ minh vương trảm trong thiên ma quyết phi long tại thiên chuyên đối không uy lực cũng lớn vô cùng và cũng chỉ có thể sử dụng khốn long mới thi triển ra được bị dính một chiêu huyết vân tan ra ánh mặt trời lại chiếu xuống đất lần nữa nhưng vẫn chờ chấm dứt phi long tại thiên chỉ mới là nửa thức mà thôi hai đạo hắc khí từ sau lưng hắn hiện ra, trông giống như là cánh, nhưng thực chất lại chính là hình ảnh do thiên ma khí tạo ra. Phi hành thuật trong thiên ma quyết nó tiêu hao sức lực nhiều hơn các thuật phi hành thông thường, nhưng cũng rất khác biệt. Thân ảnh của Cổ Diêu nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một bóng đen. Trong không trung mà có thể có được tốc độ như một thích khách đã là hiếm thấy lắm rồi. Đây là chưa thức lần đầu Cổ Diêu thi triển trong thực chiến, bởi vì nó tổn hao đấu khí quá nhiều, nếu như quyết đấu với cao thủ không thể nhất kích tất thắng thì sẽ rơi vào tình thế rất xấu sẽ dễ dàng trúng đòn phản công của đối thủ bởi vậy khi sử dụng phải rất thận trọng nhưng mà trước mặt huyết ma thì cổ diêu không còn lựa chọn nữa cổ diêu không hề lo lắng chuyện huyết ma sẽ đoạt mạng của mình đây là chiêu thức mạnh nhất của ngươi sao xem ra cũng đã đến lúc phân thắng bại rồi ha 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 đối với lôi đình nhất kích của cổ diêu thì dracula vẫn cười rất tự nhiên cổ diêu thì lại không như thế hắn đem tinh thần tập trung lên người đối thủ ưng ừ nhãn thuật trong thiên ma quyết được sử dụng thân ảnh của dracula được phóng đại mấy chục lần cao thủ quyết đấu thắng mại trong khoảnh khắc cho nên hắn không dám không tập trung cao độ nhưng mà dracula đang được hắn chăm chú nhìn lại biến mất vô thanh vô tức khiến cho cổ diêu vô cùng ngạc nhiên cho dù với thân pháp của sư phụ hắn cũng không thể nào biến mất như thế dưới ứng nhãn thuật của hắn nhưng mà dracula lại biến mất như thế tiếp theo thì cổ diêu thấy hoa mắt cảnh vật xung quanh biến thành màu đỏ thuần một màu đỏ không biết được đây là bầu trời hay là mặt đất lúc này không thể phân biệt được phương hướng Thân hình của Dracula lại xuất hiện trong phiến hỗn độn này. Hắn đi từng bước về phía cổ diêu, đi rất chậm. Nhưng khi hắn đến trước mặt rồi thì cổ diêu cũng không thể nào nhúc nhích thân thể được. Cho dù là nhúc nhích một ngón tay cũng không thể. Khốn lòng trong tay không thể nào bổ về phía đối thủ được. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Dracula thông thả giơ tay phải lên, giống như là một động tác quay chậm vậy. Nhìn thấy rõ ràng con ngón trò của hắn chỉ lên trán của mình. Bịch. Dracula nhẹ nhàng huyết sáo, huyết sắc hỗn độn biến mất Cổ Diêu thì vẫn đứng ở không trung như cũ, trước mặt của hắn vẫn là Dracula. Cổ Diêu không có bị thương, nhưng hắn biết rõ nếu như Dracula muốn giết thì mình đã chết từ lâu rồi. Mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy ra, tim hắn còn đập liên hồi. Cổ Diêu suy nghĩ mãi, vẫn chưa hết kinh hãi. Vừa rồi là có gì xảy ra, tại sao mình lại không có lực chống cự? Không phải là huyễn thuật, Dracula không giành huyễn thuật. Huống chi ở trong huyễn cảnh thì cổ dư tin chắc là không thể nào để cho đối phương khiến cho mình không có lực chống cự như thế được một cảm giác khủng khiếp chiêu thức vừa rồi của dracula cuối cùng là chiêu gì một danh từ xuất hiện trong đầu của hắn lĩnh vực người sáng tạo ra lĩnh vực có thể tùy ý ra pháp đắc mọi tính mạng ở trong lĩnh vực đều nằm trong lòng bàn tay có thể bóp chết bất cứ lúc nào cũng được đây chính là điểm đáng sợ của lĩnh vực đoán được rồi sao đúng vậy đó chính là lĩnh vực là huyết chi lĩnh vực của ta dracula nói ta gọi người đến đây là muốn nói cho người biết một việc nếu như ngươi không đạt đến cảnh giới lĩnh vực thì vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Clark. Huyết ma Dracula cũng là một cường giả có lĩnh vực. Cổ Diêu vẫn chưa hết rung động. Hắn không phải là chưa từng thấy qua lĩnh vực. Phong điên dị quái đã từng liên thủ sáng tạo ra một lần. Nhưng lần đó bọn họ sử dụng chỉ là để tìm kiếm không gian liệt phùng, chứ không phải là để chiến đấu. Cho nên Cổ Diêu chưa từng cảm nhận được sự đáng sợ của lĩnh vực. Hai người bay từ trong không trung xuống đất. Dracula nói tiếp. Tiểu tử, hẳn là ngươi cũng đã nghe nói qua về lĩnh vực. Đó chính là đỉnh cao của võ thuật, đó là giới tuyến để phân định các siêu cấp cao thủ, nếu như ngươi không thể nào có được lĩnh vực thì vĩnh viễn không thể nào trở thành cường giả được." Cổ Diêu gật đầu. Trong lòng hắn có đầy cảm xúc. Hắn cứ tưởng thực lực của mình đã mạnh rồi, nhưng không ngờ trước mặt Dracula đối diện với huyết chi lĩnh vực của hắn thì không thể nào tiếp nổi một chiêu. Nếu như vừa bắt đầu chiến đấu mà Dracula sử dụng lĩnh vực thì coi như mình đã thất bại thảm hại rồi, làm sao có thể chống cự đến giờ này chứ? thật ra lĩnh vực không chỉ là một loại lực lượng cũng không phải là một cảnh giới không thể nào dùng ngôn từ để tả được là một cảnh giới không thể tả chỉ đến khi nào tinh thần và thực lực của ngươi đạt đến một tầng nhất định và còn có một thứ không thể thiếu chính là may mắn thì mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực không biết tại sao dracula đột nhiên nói về lĩnh vực với cổ diêu dừng một chút rồi hắn tiếp con người có thực lực vô cùng mạnh, nhưng vĩnh viễn không thể nào đạt được lĩnh vực, suốt đời chỉ có thể dừng ở lại một chỗ, không thể nào bước lên một bước nữa, không thể lên đến đỉnh được. Vì thế thành tựu cao nhất cũng chỉ là các chức nghiệp cao nhất được phân loại mà thôi. Cổ Diệu không biết tại sao Dracula lại cho hắn biết nhiều kiến thức về lĩnh vực, nhưng hắn cảm thấy rất là hứng thú, tập trung tinh thần lắng nghe. "Tiểu tử, vừa rồi ngươi có để ý không?" Dracula nói tiếp chiêu thức vừa rồi của ta khí thế tăng lên, sau cùng chỉ còn lĩnh vực. Nhưng mà là vô cùng bình thường không có gì khác lạ. Đúng vậy. Lĩnh ngộ được lĩnh vực thì điều quan trọng nhất là phải vứt bỏ được tất cả khuôn mẫu của kỹ năng. Không thể để cho bất kỳ thứ gì ảnh hưởng. Dùng tâm để thể hiện bản chất của nó thì mới có thể đạt được lĩnh vực. Đây chính là giai đoạn mà một lĩnh vực cường già phải vượt qua, vô chiêu. Cổ diêu cảm thấy vô cùng kỳ quái Tạp địch đại lục có một luật bất thành văn, chính là đấu khí trong cơ thể của người thì dưới tình huống bình thường không thể nào phát huy được 100%. Chỉ có dùng kỹ năng mới có thể tận dụng được khả năng đó. Ví dụ như cổ diêu nếu như hắn không sử dụng kỹ năng mà có dùng toàn lực thì cũng kém các kỹ năng trong thiên ma quyết như là nguyên tử bạo liệt quyền, thuấn ngục chỉ, minh vương trảm, độc long toàn, phi long tại thiên. Nhưng mà bây giờ Dracula lại phủ nhận quy tắc này. Bước đầu tiên để đột phá được lĩnh vực lại là bỏ đi hết những kỹ năng. Có lẽ người cảm thấy khó tin Cũng dễ hiểu thôi Ta sẽ chứng minh cho người xem Nói xong thì Dracula xuất một quyền về phía cổ diêu Quyền này động tác nhẹ nhàng Không hề có khí thế Nhưng mà cổ diêu lại có cảm giác kỳ quái Quyền của đối phương dường như là đã khóa chết hết mọi góc độ Không thể lợi dụng một khoảng trống nào Cổ diêu vội sử dụng quỷ bộ Nhưng mà nắm tay của Dracula đã đánh ngang qua áo của hắn Rách ra một miếng Quyền này rất thông thả Nhưng giống như là có thể phóng đại gấp trăm ngàn lần trong một thời gian ngắn ngủi vậy, khiến cho cảm quan của người khác bị lừa. Rất giống với lăng ba bộ của quỷ bộ. Không ngờ một quyền đơn giản như thế mà lại có được hiệu quả kinh người, thật là thần kỳ. Cổ diễu đã cảm nhận được sự huyền diệu của nó, nhưng lại không biết là ở đâu, bất giác chìm sâu vào trầm tư. Thấy được không? Đây chính là vô chiêu, hoặc có thể nói là chiêu số của ngươi, là tùy thời mà xuất ra trong thực chiến. Thiên mã hành không, không bị hạn chế vì thế nó có thể nói là đã trở thành một kỹ năng tuyệt vời. Một người bình thường thì có thể phát huy được 70% sức mạnh. Cao thủ nhất lưu thì có thể phát huy được 80% sức mạnh. Còn cao thủ hàng đầu thì có thể phát huy được 90%. Nhưng đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thì có thể phát huy được toàn bộ thực lực. Hơn nữa lại không bị trói buộc bởi kỹ năng tùy thời mà xuất. Dracula vừa nói xong thì bầu trời lại xuất hiện một thác nước đỏ như máu, đó chính là đại huyết băng mà lúc nãy hắn đã thi triển. Nhưng mà lần này thì lại không có bất kỳ dấu hiệu nào càng khiến cho người khác kinh hãi hơn là chính là huyết thác vừa sắp chậm đất thì lập tức biến mất. Ra chiều dễ nhưng thủ chiều có, điều này ai ai cũng biết. Nhưng mà Dracula lại có thể dễ dàng thu chiêu, khả năng khống chế vận dụng của hắn đã đạt đến tùy tâm sử dụng, Đây chính là hiệu quả của vô chiêu sao? Không có bất kỳ chiêu số gì, nhưng cũng có thể tùy thời xuất ra bất kỳ chiêu số nào. Nếu như quỷ bộ có thể tu luyện đến cảnh giới này thì cho dù có đối mặt với thiên quân vạn mã cũng có thể tùy ý ra vào. Lúc này Cổ Diêu cảm nhận được một vùng trời mới, mặc dù tu vi của hắn không có tiến bộ, nhưng mà gần đây hắn luôn có cảm giác là thiếu chút gì đó nên không thể nào tiến thêm một bước nữa. Lời nói của Dracula khiến cho hắn hiểu ra được nhiều điều. Dracula nói, thông qua sự đối lập vừa rồi, ta nghĩ hẳn là ngươi đã hiểu về vô chiêu nhiều hơn rồi. Ta đang nghe Catherine nói qua chuyện trước kia của các ngươi, kể cả chuyện của Clark. Khi các ngươi tào ngộ Clark, lúc đó chiêu thức mà hắn sử dụng có sơ hở không? Cổ Diêu nhớ về lúc đó, đúng vậy, lúc Clark giết chết những người của dạ lang dòng binh đoàn thì chưa từng thấy hắn sử dụng bất kỳ chiêu thức đặc biệt nào, chỉ là sử dụng những quân bài đơn giản mà thôi. Nhưng mà những quân bài đó còn đáng sợ hơn cả lưỡi hái của tử thần, hoàn toàn không thể kháng cự được. Nhìn thấy sắc mặt của cổ diêu, Dracula liền đoán ra được kết quả. Không sai. Lúc đó Clark cũng đã tiến vào cảnh giới vô chiều. Nếu không thì hắn cũng không có khả năng giết chết được Antonio. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì lúc này hắn cũng đã đột phát được lĩnh vực rồi. Đối với một cao thủ nắm giữ lĩnh vực, nếu như người vẫn ở cấp độ này thì cho dù có luyện tập thêm nhiều hơn đi chẳng nữa thì cũng không có khả năng thắng được hắn. Cổ diêu có chút khó hiểu. bà thức, chẳng lẽ lĩnh vực không có khuyết điểm? Dracula không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Lúc này khi ngươi tiến vào huyết trì lĩnh vực của ta, thì có thấy ta từ từ đi về phía ngươi không?" Cô Diêu gật đầu nói, "Đúng vậy." Dracula nói tiếp, "Cũng không phải là ta cố ý làm ra như thế, mà bởi vì ta cũng chỉ mới nắm giữ được lĩnh vực mà thôi. Hay nói đúng hơn là phải dựa vào huyết trì giới mới có thể tạo ra được hiệu quả như thế, nên có thể nói đó là một lĩnh vực không hoàn mỹ." Dracula không phải là nói dối. Cô Diêu phát hiện sắc mặt quán hơi tái, hiển nhiên là tổn hao thực lực khá nhiều. Dracula giải thích. Trong thời gian bị trói buộc thì một vài cao thủ có thể tránh khỏi lĩnh vực được. Hay nói cách này, ta ví lĩnh vực như là một bức tranh vậy. Người bị vây khốn ở trong lĩnh vực sẽ giống như là người ở trong tranh. Còn họa sĩ ở bên ngoài thì có thể tùy ý vẽ thêm lên trên bức tranh đó. Đây có thể nói là lập ra quy tắc. Vì thế năng lực có thể tránh khỏi lĩnh vực được gọi là phá hoại. Cổ Diêu bị khái niệm về võ đạo mới mẻ này khơi dậy niềm hứng thú, không nhịn được hỏi tới. Làm sao mới có thể phá được bức tranh? Dracula nói, đơn giản. Thích ứng với lĩnh vực, dung nhập vào nó. Bởi vì quy tắc của lĩnh vực là do người tạo nó quy định. Hoàn toàn khác với tự nhiên. Người bị vây trong lĩnh vực giống như là cá rời khỏi nước vậy. Không thể hoạt động tự do được, cho nên phải điều chỉnh lại thân thể để thích ứng. Khi thích ứng rồi thì sẽ có khôi phục lại khả năng hoạt động như bình thường và phá vỡ nó. Đây là một quá trình rất phức tạp. Trong thời gian ngắn, ta cũng không thể nào giải thích rõ ràng được. Cổ Diệu vui vẻ nói, nếu như ta có thể học được cách phá họa, thì không phải là có thể có cơ hội đánh bại Clark sao? Dracula lắc đầu nói, không ít người có năng lực sáng tạo lĩnh vực cũng có năng lực phá họa. Nhưng mà phá họa là tình thế hoàn toàn bị động, rơi vào thế hạ phong và còn phải trông chờ vào may mắn. Nếu như phá họa thất bại, thì coi như tiêu đời. Vì thế năng lực phá họa chỉ có thể dùng để bảo vệ mình mà thôi, rất khó có thể tạo nên uy hiếp đối với người nắm giữ lĩnh vực. Nếu như là người có thể sáng tạo ra lĩnh vực, thì có thể tạo ra lĩnh vực chính ở bên trong lĩnh vực của người khác, lợi dụng nó để bảo vệ mình hoặc là công kích. Như thế thì sẽ chủ động hơn, so với phá họa thì nó tốt hơn rất nhiều. Suốt cả buổi chiều hôm đó, Dracoda nói cho cổ diêu về nhiều thứ trong lĩnh vực. Bất kể là lĩnh vực hay là phá họa thì điều kiện quan trọng nhất đều là vô chiêu mà mấu chốt của vô chính là điều khiển được quy luật vận hành lực lượng trong cơ thể của mình, kể cả quy luật sinh lý của cơ thể, khí huyết vận hành tùy tâm sử dụng, mà quan trọng nhất chính là lợi dụng, nói đơn giản hơn một chút, đó chính là khống chế được trạng thái. Mỗi người đều có một trạng thái chiến đấu, nếu trạng thái tốt thì có thể vận dụng sức lực như ý mình, dễ dàng phát huy, nếu trạng thái không tốt thì luôn có cảm giác lực bất tòng tâm. Một cao thủ đạt đến được cảnh giới vô chiêu thì có thể điều chỉnh trạng thái luôn ở mức tốt nhất, phát huy được thực lực tốt nhất thoải mái, tự nhiên. Bởi vì do thân thể khác nhau nên lực lượng cũng không giống nhau nên không thể làm theo cách của người khác. Vì thế vô chiêu trở thành một cảnh giới rất là khó giải thích. Người chỉ dạy chỉ có thể giải thích được các vấn đề đơn giản khái quát mà thôi. Còn việc có thể thành công hay không thì có thể tự trông chờ vào ngộ tính may mắn của bản thân mà thôi. Suốt cả ngày, cho đến tận nửa đêm, cổ diêu cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong võ đạo. Hắn biết là mình đã sắp bước thêm một bước nữa rồi một bậc thang mà hắn không thể nào bước lên được đã hiện ra trước mắt. Vô chiều, phá họa, lĩnh vực, những điều mới mẻ và huyền bí cực kỳ hấp dẫn, cô Diêu hoàn toàn mê mẩn, hoàn toàn quên mất tất cả xung quanh. Dracula nói, nếu như người có hứng thú với lĩnh vực thì ngày mai, ngày mốt có thể đến tìm ta bất kỳ lúc nào. Bà Tước, ta muốn biết tại sao ngài muốn giúp ta. Những kiến thức về lĩnh vực là những kinh nghiệm vô cùng quý báu trước kia mà cổ diêu từng muốn tìm hiểu từ miệng của phong điên nhị quái nhưng mà hai lão gia hỏa đó tuy đầu óc có vấn đề nhưng đối với vấn đề này thì cũng thủ khẩu như bình điều đó chứng tỏ nó vô cùng quan trọng đối với người học võ bây giờ dracula lại chỉ dạy cho mình một cách vô tư hơn nữa hắn còn có thể nói là tùy tiện đến tìm hắn để thỉnh giáo điều này khiến cho cổ diêu cảm thấy khó hiểu không cần cảm ơn ta ta chỉ ngơi những điều này cũng có lý do cả đầu tiên là do ma vương điện hạ thỉnh cầu Mặc dù Ma Vương Điện Hạ cũng là người nắm giữ lĩnh vực, hơn nữa còn mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng mà đáng tiếc là lĩnh vực của ác ma và của nhân loại khác nhau rất nhiều. Bản thân ta có thể tu luyện được đấu khí cho nên có thể nói là ngoại lệ. Hơn nữa hành động của ta ở nhân giới thì bị hạn chế khá nhiều. Thánh điện của nhân giới cũng có rất nhiều cao thủ. Chỉ có ngươi mới có thể quang minh chính đại tìm Clark mà kiều chiến. Ta hy vọng ngươi có thể giúp Antonio báo thù trước khi hài cốt của hắn tàn giã. Mặc dù khẩu khí của Dracula rất lãnh đạm, nhưng cổ diêu vẫn rất cảm kích hắn. Nếu như không có huyết ma, thì hắn vĩnh viễn không thể nào biết được những bí mật về lĩnh vực. Nghe nói mấy năm trước, ngươi chỉ là một tiểu tử ngay cả đấu khí cũng chưa từng học qua. Nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà ngươi đã có được thành tựu như ngày hôm nay. Quả thật là rất tốt. Tiểu tử, cố gắng lên. Dracula vỗ vỗ bả vai của cổ diêu rồi lại nói. Nhưng đừng có kiêu ngạo. Lĩnh vực huyền bí vô cùng vô tận. Thành tiệu của ta hiện nay có thể nói là phượng mao lân giáp mà thôi. Người còn một đoạn đường rất dài để đi. Hiện nay người đang có một bắt đầu mới. Vâng, cổ diêu thành tâm gật đầu. Bất kể Dracula là người như thế nào, thì trong võ học hắn cũng là một người cấp bậc tông sư đáng tôn kính. Huống hồ lĩnh vực vô cùng huyền bí. Dracula mới chỉ là phượng mao lân giáp mà thôi. Vậy thì mình chỉ là phượng mao lân giáp trong phượng mao lân giáp mà thôi cần phải có không ít thời gian để hiểu hết được. Mấy ngày tiếp theo, cổ diêu từ sáng sớm đã đến huyết bảo, tạm thời gác chuyện trở về tạp địch đại lục sang một bên. Nếu như mất đi cơ hội ngàn năm một thủa này, thì hắn sẽ hối hận đến chết. Dracula chỉ dạy hết sức tận tình, hắn không thể nào báo tù cho người bạn tốt nhất của mình được, nên đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người của cổ diêu. Sau đó hắn rất vui khi phát hiện ra thanh niên này rất là thông minh, nhất điểm tức thông. Đương nhiên việc này cũng không thể nào không có liên quan đến thiên ma quyết được. Thiên ma quyết giúp cho hắn có thể giải thích các vấn đề về võ học đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, Dracula đã chỉ dạy cho cổ diêu toàn bộ những kiến thức của mình về lĩnh vực. Xem ra không còn gì để dạy, vì thế hắn nói, hiểu biết của ta về lĩnh vực đã đến giới hạn rồi. Còn lại phải trông chờ vào chính người mà thôi. Hy vọng người sớm có thể đạt được lĩnh vực của mình. Còn nữa, thông đạo giữa nhân giới và ma giới Tinh thần của cổ rêu rung lên, vội vàng lắng nghe. Dracula nói, quả thật là có thông đạo, hơn nữa không chỉ có một cái. Nhưng thông đạo không phải lúc nào cũng mở, mà nó có chu kỳ, ba năm một lần. Thời gian nó mở ra gần nhất cách đây một tháng, người đã bỏ qua. Không phải chứ? Cổ rêu nghe thế thì thiếu chút nữa là té xỉu, nhưng hắn tin tưởng loại người cao ngạo như Dracula sẽ không nói dối. Chỉ có điều hắn không thể tiếp nhận được mà thôi. Thế thì phải làm sao bây giờ? Dracula kéo vai hắn. Đơn giản, chờ bà năm nữa. Đơn giản cái đếch gì? Đúng là nó nhảm mà. Cổ diêu cảm thấy rất là khó khăn, vuốt vuốt cái mũi. Bà năm, nếu so với sinh mạng của con người thì thời gian đó quả thật là rất dài. Hắn làm sao có thể chờ lâu như thế được chứ? Bà năm sau, sợ rằng gia tộc Đoan Mộc và gia tộc Đông Phương đã nghĩ rằng Đoan Mộc Tình và Đông Phương Lộ đã chết và lập bia mộ cho cả hai nàng rồi. Cổ Diêu suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng lẽ không có thông đạo nào có thể đi qua bất kỳ lúc nào? Hoặc là thông đạo có chu kỳ ngắn hơn sao? Có lẽ có mà cũng có lẽ là không. Vấn đề này thì ta cũng không có rõ lắm. Bá tước, nếu như lĩnh vực có thể sáng tạo ra pháp tắc thì có thể dùng lĩnh vực để mở thông đạo ra không? Không có khả năng đó được. Thần chi kết giới không hề bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực, ta cũng lực bất tòng tâm. Cổ Diêu nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu như có thể dùng lĩnh vực mở ra thông đạo thì Ma Vương đã sớm tự mình đi tạp địch đại lục kia để báo thù cho con rồi. Còn trông cậy vào người khác sao? Cái này cũng không được, cách kia cũng không xong, phải làm sao đây? Một người đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, thuần vô tuyển. Trước kia cổ diêu từng đáp ứng giúp nàng làm việc, điều kiện chính là cách quay về tạp địch đại lục. Có lẽ thuần Vũ tuyển sự thật biết được cách đi tới đi lui giữa hai giới, nhưng nếu như có lựa chọn khác thì cổ diêu thật sự không muốn động chạm vào tiểu ma nữ có trái tim như rắn độc kia. Cổ diêu nhíu mày rất là sâu, vừa dưới nghĩ vừa đi ra khỏi cửa cổ huyết bảo. Các thủ vệ hành lễ với hắn, hắn cũng không chú ý, nhìn hắn đi xa một thủ vệ nói thầm gần đây cổ diêu đại nhân thường xuyên đến huyết bảo làm khách hơn nữa bá tước điện hạ cũng không có cự tuyệt điều này không giống tác phong của ngài một thủ vệ khác nói chuyện của bá tước đại nhân chúng ta tốt nhất không nên nói nhiều mà lúc này trong huyết chi giới bên trong huyết bảo hàn đan hiện ra cảm ơn thúc thúc nàng xuất hiện không khiến cho dracula cảm thấy kỳ quái huyết ma thở dài catherine ta có thể giúp con gặt hắn nhất thời nhưng mà hắn sớm muộn gì cũng phải về như thế có gì là tốt con cũng không biết hàn đan gắn môi con chỉ có thể hy vọng được ở bên cổ diêu ca ca thêm một thời gian mà thôi các người không hợp với nhau vĩnh viễn vẫn là ca ca của con nên sớm buông tay đi sau khi nói xong những lời này thì dracula liền rời đi trong huyết chi giới chỉ còn lại hàn đan với bầu trời mờ mịt tâm sự của nàng sợ rằng ngay cả ma thần cũng không thể nào giúp được ánh tà dương dần dần chìm xuống tinh tú hiện lên mà đêm bắt đầu buông xuống. Bồng Ở giữa sân tu luyện của ma cung, cổ diêu nhắm hai mắt lại, đánh ra một quyền. Mặt đất bằng phẳng nhất thời trở nên xuất hiện cuồng phong, thanh thế khiến cho người khác phải sợ hãi. Nhưng mà cổ diêu lại mở mắt ra, nhíu mày, tự nhủ. Không phải thế này, vẫn chưa được. Khi đánh ra quyền vừa rồi thì hắn cũng cẩn thận chú ý đến tinh khí thần trong cơ thể của mình. Nếu như ba thứ này có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau thì có thể trong phút chốc đạt đến trạng thái cao nhất, xuất ra được lực lượng kinh người. Nhưng mà bất kể là đấu khí hay là tinh nguyên của một người, tinh thần lực đều dao động liên tục. Đây là một quá trình biến hóa, muốn bắt lấy nó để điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất không phải là dễ. Điều quan trọng nhất của lĩnh vực chính là vô chiêu. Vô chiêu không phải chỉ đơn giản là bỏ qua hết mọi chiêu thức, nếu không thì sẽ không thể nào khó khăn đến thế. Trong lúc không sử dụng chiêu thức thì uy lực phải cường đại giống như khi sử dụng chiêu thức, thậm chí là còn phải mạnh hơn, đó mới chính là vô chiêu. Từ chỗ Dracula trở về, trong lòng của cổ diêu đã có thêm một mục tiêu mới. Lĩnh vực thần bí, cao cao tại thượng, nó chính là cảnh giới mơ ước của không biết bao nhiêu người học võ. Khả năng sử dụng lực lượng đến mức cuối cùng, nhưng hôm nay đã có thể phá vỡ được một góc của ngọn núi chắn đường, cổ diêu đã có thể thấy được một thế giới huyền ảo. Mấy ngày liên tiếp sau đó, Cổ Diêu đều cố gắng hết sức để tiêu hóa hết kinh nghiệm của Dracula. Cho đến tận khuya mới rời khỏi sân tu luyện, nhưng đáng tiếc thu hoạch không được nhiều lắm. Hắn từ chỗ của Dracula chỉ thu được lý luận thôi, còn thực tế thì lại chẳng có chút đầu mối nào. Ngay khi Cổ Diêu định tiếp tục tu luyện thì vạt áo của hắn lay động. Sau đó thì một cái trứng trông giống như hạt đậu nành rơi xuống đất, sau đó vỡ ra, một sinh vật nhỏ bay ra, vỗ cánh xung quanh Cổ Diêu phần đuôi màu xanh biếc của nó phát ra huỳnh quang giống như là sao trên trời vậy cổ diêu ngẩn người huỳnh quang phong huỳnh quang phong là một sinh vật thần bí và nó cũng chính là sinh vật để cổ diêu và thuần vu tuyển liên lạc khi nào nàng muốn tìm hắn thì sẽ dùng sóng cảm ứng của mẫu huỳnh quang khiến cho trứng huỳnh quang phong nở bất kể là huỳnh quang phong mẹ ở nơi nào thì huỳnh quang phong con cũng có thể tìm được nếu như huỳnh quang phong mẹ mà không phát sóng thì trứng cũng sẽ không bao giờ nở hôm nay cách chứng này nở ra chứng tỏ thuần vu tuyển đang muốn tìm hắn cổ diêu thu hồi huỳnh quang phong lại trong lòng cảm thấy khó khăn thật sự phải liên hệ với tiểu ma nữ kia sao đây quả là một chuyện đau đầu nhưng mà ba năm quả thật là rất lâu hắn không thể nào chờ được quên đi đành phải đem hy vọng ký tác trên người của nàng dù sao thì bây giờ mình cũng không còn là thằng nhóc như còn ở thập lý chân nữa nàng không thể nào tùy ý đùa giỡn với mình nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì đánh mà đánh không lại thì chạy có thể thoát khỏi sự truy kích của hơn 10 ác ma Còn sợ tiểu ma nữ kia sao Xem ra trong lòng có một bóng đen Vẫn chưa thể xóa nhỏ được Cổ diêu tự diễu cất bước đi ra ngoài Đêm này hắn không có ý định luyện đến khuya nữa Nếu như có thể từ trong miệng của thuần vu tuyền Mà biết được đường trở về Thì lúc đó sẽ phải rời khỏi hàn đan Tốt nhất là tranh thủ thời gian ở bên nàng Từ lúc gặp lại cổ diêu Thì hàn đan kiên trì ở lại văn tâm khác Hy vọng mỗi thời khắc đều có thể được Ở cùng với cổ diêu Tà Khôi cũng không lay chuyển được nàng, nên không còn cách nào khác là tùy theo ý nguyện của nàng. Trở lại văn tâm các, không thấy Hàn Đan và hai nàng kia. Chẳng lẽ ra ngoài ma cung đi dạo và mua sắm? Phụ nữ luôn thích như thế. Nếu vậy thì chắc còn lâu mới về. Cổ Diêu nghĩ thầm. Hắn suốt ngày ở trong sân tu luyện, tàm nữ cảm thấy nhàm chán cho nên đi ra ngoài chơi và mua sắm. Hai ngày nay đều như thế, xem ra hôm nay cũng vậy. Thôi, không nghĩ nữa, đi tắm trước đã. Vừa rồi tu luyện tốn không ít sức lực, người lại đầy mồ hôi thật là khó chịu cổ diêu đi về phía ôn tuyền ở văn tâm cát vừa đi vừa suy nghĩ miên man những lời của dracula khiến cho hắn mấy ngày gần đây có khuynh hướng nhập ma hắn suy nghĩ đến mất hồn quên hết mọi chuyện đến khi có tiếng thét chói tai vang lên thì hắn mới tỉnh lại sao lại có tiếng hét của nữ nhân nơi này ngoài tam nữ ra thì ngay cả thị nữ cũng không được phép vào cổ diêu cảm thấy ngạc nhiên theo phản xạ mà nhìn về phía trước trong làn sương mù dày đặc chỉ thấy ba thân ảnh với các đường cong là lướt như ẩn như hiện các nàng đều có vóc dáng hoàn mỹ chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm núi non nhấp nhô làn da mịn màng tỏa ra sức sống thành xuân mà các nàng lại ở cùng một chỗ mỗi người một vẻ chẳng phân cao thấp đều đẹp vô cùng sức hấp dẫn tăng lên kinh hồn máu mũi của cổ diêu suýt tí nữa là tuôn ra như suối rồi Ê, không phải là đan đan và hai nàng sao chuyện gì thế này hiển nhiên là một bộ mỹ nữ dục đồ mà cảnh này còn hấp dẫn hơn cả thiên hương lâu gấp mấy lần cả ba nàng đều là mỹ nữ quốc sắc thiên hương Tiếng hét trói tài lúc nãy là của Đông Phương Lộ, nàng còn tiện tay ném luôn cả chiếc khăn trên người của mình, nhưng sau đó phát hiện ra là không còn gì dùng để che nữa nên vội vàng nhảy xuống nước. Nhưng trong lúc nàng xoay người nhảy xuống thì đã lưu lại cảnh xuân tươi đẹp vô biên. À, cổ diêu các ca các ca, ca ca dậy trở lại sớm thế này, lại đây cùng tắm nào. Hàn Đan đối với cổ diêu hoàn toàn không có chút phòng ngự, mà còn phất tay kêu hắn đến khiến cho đầu óc của hắn quay cuồng giống như thiếu oxy nền lão vậy. Gần như là bất tỉnh, ngay cả Đan Đan cũng đã phát triển hoàn mỹ như thế rồi thật là giết người mà cổ diêu vô cùng xấu hổ ơ à, không lần sau đi lần sau hắn đột nhiên cảm giác được những lời này có vẻ không hợp và có chút gì đó không ổn nhưng mà lại không dám tiếp tục bổ sung thêm quay đầu chạy ra ngoài đồng Phương lộ kéo đoàn mộc tình vốn không có phản ứng gì xuống nước oán giận tiểu tinh lúc nãy ngươi làm sao vậy đều bị xem hết rồi trước kia khi ở tại quận lan tư đoàn mộc tình lúc đó còn là tế phẩm cho cổ diêu không có năng lực hành động ngay cả việc vệ sinh thân thể của nàng cũng do cổ diêu làm thay. Đã sớm bị xem hết rồi, vì thế khi thấy hắn nhìn thấy thì nàng lại không có cảm giác gì, hoàn toàn không có tị hiểm gì. Đồng phương lộ ở một bên tiếp tục lẩm bẩm Ta nói rồi mà hắn là một con dê chính hiệu, tiểu tình, bây giờ ngươi tin ta chưa? Cho đến khi ngồi vào bàn ăn cơm thì không khí xấu hổ cũng không có mất đi. Đầu bếp của văn tam các không tệ, các món ăn nóng hổi được đưa lên. Một bữa cơm thịnh soạn, mùi vị hấp dẫn, khiến cho người đang đói càng bị hấp dẫn thêm, có thể trở thành đầu bếp cho yêu nguyệt công chúa dĩ nhiên đều phải là những đầu bếp nổi danh của tham viên rồi nhưng mà cổ diêu thì cứ cắm đầu vào chén cơm của mình mà bảo các món ngon trên bàn không hề đụng đến cho đến khi hắn cảm giác được một cơn đau được truyền đến từ mu bàn chân ây da cổ diêu không nhịn được mà kêu lên đó chính là đông phương lộ ngồi ở đối diện dẫm lên chân của hắn Đồng phương tam tiểu thư thật là hạ thủ không lưu tình mà cổ diêu có chút bất an ngẩng đầu lên cô làm gì thế khuôn mặt của đông phương lộ vẫn còn ửng đỏ không biết là vì vừa mới tắm xong hay là vì lý do khác nhưng mà nó lại khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp đoàn mộc tình và hàn đan cũng thế cổ diêu nhìn ba nàng nhớ đến tình cảnh kiều diễm lúc này lập tức ngây người điều này hoàn toàn trái ngược lại với khuôn mặt nhăn nhó vì đau lúc nãy đông phương lộ hung hăng liếc hắn không được nghĩ cổ diêu vội nói ta không phải là nghĩ đến ta chỉ định nói là đêm nay mặt trời à, à không là mặt trăng à mặt cái à mặt trăng hôm nay sao lại sáng thế nhỉ Đoan Mộc Tình bật cười khì khì. Cổ Diêu nói lắp quá cũng là ngây thơ, xem ra hắn đã bị Đông Phương Lộ dọa đến nỗi cuộn bách rồi. Hàn Đan thì lại đoan trang nói, Cổ Diêu ca ca, đó là vì gần đến rằm rồi. Cũng may là Đan Đan vẫn còn ngây thơ một chút, nếu như nàng cũng giống như Đông Phương Lộ thế thì chết chắc rồi. Cổ Diêu thầm nghĩ như thế. Đêm đó, hình ảnh tam nữ cùng tắm không ngừng hiện lên trong đầu của hắn khiến cho hắn không thể nào ngủ được. Ngoại trừ thân thể hấp dẫn ra thì Cổ Diêu càng động tâm hơn chính là sự hài hòa có thể cùng mọi người ở chung một chỗ vĩnh viễn như thế thật là tốt biết mấy đáng tiếc không chừng cũng sắp phải rời khỏi hàn đan rồi hơn nữa sau khi trở lại tạp địch đại lục thì đông phương lộ chắc chắn cũng sẽ rời đi nhớ đến từng khoảnh khắc ở bên hồng phát mỹ nữ ở ác ma đảo và ma giới đồng cam cộng khổ hỗ trợ lẫn nhau cổ diêu cảm thấy buồn vô cớ lúc này thật là tốt biết bao cổ diêu thậm chí muốn bỏ qua việc tìm đường về tạp địch đại lục nhưng nếu làm như thế thì quá ích kỷ hắn không nghĩ cho Đông Phương lộ thì cũng phải nghĩ cho Đoan Mộc Tình. Ngoài ra ở bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ hắn giải quyết. mối thù của hai tỷ đệ Ngã Vi Nhi, tìm truyền nhân cho Tiêu Gia Môn, những việc đó hắn không thể nào không quan tâm được. Huynh Quang Phong lại bay ra, Vườn quanh trước mặt Cổ Diêu. Nó không thể chờ được nữa, nó cần phải đi tìm mẫu thân của mình. Đáng tới cuối cùng cũng đến, không thể nào trốn tránh được. Cổ Diêu thở dài, lưu lại trong phòng một mảnh giấy nhỏ sau đó hắn đi theo Huỳnh Quang Phong ra ngoài. Ở bên ngoài Ma Đô, Cổ Diêu gặp được Thuần Vũ Tuyền. Nàng vận một chiếc váy trắng như tuyết, dưới ánh trăng lùng lình trông giống như một tiên nữ xuất trần. Nhưng Cổ Diêu biết tuyệt đối không thể để cho vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc. Con mắm này còn ác hơn cả con rắn độc nữa. Nhưng mà cứ tiến lên vậy, chắc sẽ an toàn thôi. Cổ Diêu nói, ta ứng theo hẹn mà đến, cô muốn ta giúp việc gì? Thuần Vũ Tuyền mỉm cười không trực tiếp trả lời. Đi theo ta, chúng ta đến tầng sâu nhất của thâm nguyên, phiêu di không gian. Tầng thứ 12 cũng không phải là đáy của thâm nguyên, đi xuống nữa vẫn còn rất nhiều vị diện, nhưng mà các vị diện này lại không giống như là 11 hai trước đó. Nó phân bố ngang với nhau, mà phân bố lộn xộn, lớn nhỏ không đều, vì thế không thể nào phân theo tầng được. Các vị diện ở tầng dưới 12 của thâm nguyên không có ma quỷ đến đây để khổ luyện, không có tiêu thổ luyện ngục băng bằng thiền tuyết địa vẫn thạch chi vực ác liệt nhưng mà là nơi mà các ma thú thường xuyên lui tới càng đi xuống sâu thì các ma thú càng hung ác thậm chí còn có không ít ma thú hồng hoang khiến người khác phải biến sắc đi theo thuần vũ tuyền thẳng một đường xuống dưới lúc đầu còn gặp được các thợ săn đến đây để săn ma thú nơi này các thợ săn dựa vào da và tinh hạch của ma thú để kiếm tiền phần lớn các đội thợ săn đều là do các vũ giả tự do tạo thành cũng giống như là dòng binh đoàn của tạp địch đại lục vậy nhưng mà càng đi xuống sâu thì các đội thợ săn ngày càng ít cuối cùng là không thấy bóng dáng của một đội nào cổ diêu dùng phương pháp đặc thù của đào tặc để ghi nhớ lộ trình đi qua rất nhiều vị diện nếu như muốn tự mình trở về mà không có chuẩn bị tốt thì rất dễ bị lạc đường bị nhốt trong đáy vực sâu thuần vũ tuyền có vẻ thông thạo đường ở đây đi suốt hai ngày đi qua rất nhiều không gian liệt phùng tính ra cũng hơn hai trăm bảy mươi sáu cái rồi hay nói cách khác là đã đi qua hai trăm bảy mươi sáu vị diện lớn nhỏ một con số khổng lồ bởi vì khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ và thời gian của mỗi vị diện khác nhau nên mỗi lần đi qua một cái vị diện thì cảm quan thường hay bị rối loạn, cảm thấy chóng mặt buồn nôn hay các hiện tượng khác do cảm giác không thích ứng kịp với sự thay đổi. Ở ma giới nó được gọi là vị xoa tổng hợp chứng. Trải qua sự hành hạ của hơn mấy trăm vị diện thì cho dù có là người có thực lực cao thâm cũng không cách nào tránh khỏi sự ảnh hưởng của nó. Lúc này cổ diêu đã bị hành hạ đến nỗi đầu óc quay vòng vòng, không phân biệt được phương hướng cũng may là nhờ vào bản lãnh đạo tặc của mình mà hắn có thể tự tin tìm đường được. Vị diện tiếp theo đã là vị diện thứ 278 rồi. Do ở bên dưới tầng thứ 12 của thâm biên có rất nhiều vị diện, nhưng hiện nay cổ diêu đã đi qua hơn 277 cái rồi. Tính ra tổng cộng chắc phải đạt được cả vạn. Chỉ có các vị diện ở gần thành thị thì còn được biết đến, nhưng mà đa số các nơi khác đều là nơi hoang dã. Các vị diện này chưa từng được thăm dò qua, không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ có sinh vật tồn tại khắp cả mặt đất đều là một màu cho tàn, kéo dài về phương xa, mênh mông không biết là dẫn về đâu. Khi đặt chân lên vùng đất này thì Thuần Vu Tuyền liền thi triển khinh công, nhanh nhẹn vô cùng, dùng phong chuyển trong linh huyễn kiều truyền để chuyển hóa đấu khí thuộc tính phong, tốc độ của Thuần Vũ Tuyền có thể tương đương với một người chủ tu phong hệ đấu khí. Tốc độ của nàng hiện nay thuộc hàng nhất lưu. Linh huyễn kiều truyền của gia tộc Thuần Vu quả thật là cường đại. Sau khi tu luyện toàn bộ kiều truyền thì trên lý thuyết là có thể sử dụng được 9 hệ đấu khí quả thật là toàn năng. Đi cùng với nàng còn có hắc bào lão phụ, nhưng mà lần này thì cổ diêu chỉ thấy có mình lão phụ mà thôi. Còn những người đi chung với thuần vu tuyển cũng không thấy tung tích, thật là kỳ quái. Hắc bào lão phụ thân thể khô gầy, cách thức di chuyển khiến cho người ta dâng lên cảm giác sợ hãi. Từ nơi này biến chẳng lời khác, xem ra rất giống với thiên ma độn. Chỉ là tốc độ thì chậm hơn một tí, nhưng mà dùng môn công pháp dị thường như thiên ma độn có khả năng bảo vệ tính mạng để làm phương thức di chuyển quả thật là cao thâm khó lường. Thuấn di Kiến thức của cổ diêu cũng không thấp, nhanh chóng nhận ra được lai lịch của môn khinh công đó. Nhìn hắc bào lão phụ mỗi lần di động có thể di chuyển được một khoảng cách hơn 10 thước, hơn nữa động tác lại rất là tự nhiên, không có chút cảm giác lao lực. Cổ diêu trong lòng thầm mắng, Mùa này nhất định là thuộc vào cấp bậc đại ma đạo sư mà cấp bậc trí tôn của ma pháp sư. Mặc dù đã sớm đoán được là lão thái bà này không đơn giản, nhưng cổ diêu không ngờ lão lại lợi hại như thế hắn xem ra cần phải tính toán lại một chút lúc này không thể nào thối lui được đành phải kiên trì đến cùng thôi hơn nữa cần phải đề cao cảnh giác cổ diêu xuất thân từ tiêu gia môn khinh công nhất tuyệt dĩ nhiên là không thể nào rơi vào thế hạ phong được quỷ bộ của hắn hôm nay đã vô cùng thuần thục hầu như là không lưu lại dấu chân mắt tay hắn đi đường thong rong nhưng mà hoàn toàn không bị thụt lùi về phía sau hay xem ra quỷ bộ đã có chút gì đó tiếp cận vô chiêu rồi tu luyện đến tận cùng tùy ý mà xuất nhưng mà hiệu quả lại có thể so sánh với bất kỳ thân pháp cao thâm nào. Vừa nghĩ đến vô chiêu thì cổ diêu lập tức lâm vào trầm tư. Dù tao thì trên đường cũng bình an vô sự, nên hắn suy nghĩ tiếp về vô chiêu. Khinh công của thần vũ tuyền nhẹ nhàng giống như một làn gió nhẹ vuốt ve bên má, dịch chuyển tức thời. Thuấn di của lão phụ là hấp dẫn người khác nhất, mà quỷ bộ của cổ diêu thì biểu hiện bên ngoài rất là bình thản, không có gì lạ, nhưng lại thần kỳ vô cùng. Ba người, ba sở trường, trên mặt đất thì tốc độ kinh người, nhanh như quỷ mị, nếu như có người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ khiếp sợ đến nỗi trợn mắt há mồm. Dù sao thì cơ hội nhìn thấy được ba loại khinh công cực phẩm không phải là nhiều. Vị diện này rất lớn, ba người đi nhanh như điện, liên tục di chuyển suốt 5 6 canh giờ mà vẫn chưa đến được một cái không gian liệt phùng, chứng tỏ chiều rộng vô cùng lớn. Cứ thế lại tiếp tục thêm mấy canh giờ, xuất hiện một không gian liệt phùng nhưng cũng có một bức tường chắn ngang trước mặt, đã đến điểm cuối của vị diện này rồi. Phân cách vị diện và không gian liệt phùng là một không gian trướng bích. Bức tường này khác với các bức tường thông thường là nó trong suốt, giống như thủy tinh. Bên trong là một mảnh hỗn độn, song song với vị diện là vô số các quang điểm tạo nên một dòng chảy kỳ dị. Quanh co, khúc khuỷu có xu hướng xa xa, ở bên trong phần hỗn độn ấy vẫn có thể thấy được. Quả thật là giống như là bầu trời ban đêm được đem xuống mặt đất vậy, rất là hùng vĩ và đồ sộ. Nhìn thấy cảnh tượng huyền bí trước mắt trong lòng cổ diêu dâng lên một cảm giác kỳ kỳ. Không gian ở bên trong chứng bích tựa hồ như là không chỉ có giới hạn, nhờ nhìn thấy bên ngoài mà là rộng lớn vô cùng. Ở trước phiên hỗn độn này, bản thân mình thật là nhỏ bé và đáng thương. Cổ diêu vươn tay, muốn sờ vào không gian bức tường trông như thủy tinh đó, nhưng cuối cùng lại không làm. Các không gian bức tường bình thường thì không có ảnh hưởng gì đến con người, nhưng mà bức tường này thì lại không giống như bình thường, rất là cổ quái không biết rõ về nó tốt nhất là đừng có sờ mó lung tung cái không gian này không phải là thứ để chơi đùa một chút bất cẩn đối với một cao thủ thì cũng chẳng khác nào đem tính mạng của mình ra đùa cả hơn nữa vũ trụ huyền bí vô cùng nhân loại vĩnh viễn không thể theo kịp bất kể thế nào thì nơi này cũng đã là tận cùng của vị diện rồi không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa ngay cả mụ đại ma đạo sư kia cũng không thể nào xuyên qua được không gian trứng bích thần vũ tuyền dừng cước bộ ở chỗ này cởi nói Cổ Diêu, chúng ta đến nơi rồi. Cổ Diêu nghe thế thiếu chút nữa là bất tỉnh nhân sự, còn mắm này không phải bị điên chứ, định đi xuyên qua không gian sao? Nhìn thấy ánh mắt của Cổ Diêu, Thuần Vũ Tuyền biết hắn đang nghĩ cái gì. Yên tâm đi, bức tường trước mặt là một không gian còn hoạt động, không phải là trạng thái cố định, vì thế nên nó được gọi là phiêu di không gian. Mẹ, yên tâm cái gì mà yên tâm? Cổ Diêu thiếu chút nữa là mắng thành lời rồi. Hắn đối với không gian cũng không phải là không có hiểu biết gì, các không gian còn hoạt động thì tồn tại một khe hở, có thể phá vỡ nó. Nhưng mà trong không gian vạn vẹo đó thì có vô số nguy hiểm không thể nào lường trước được. Bất kể lúc nào nó cũng có thể nuốt lấy người ở bên trong, vạn kiếp bất phục. Hành vi này chẳng khác nào là đi tự sát cả. Hắn nghi ngờ là thuần vũ tuyền mắc chứng bệnh, não bị ẩm. Thuần vũ tuyền thì lộ ra ánh mắt ung dung. Các ngân hà của phiêu di không gian cũng chính là các dòng sông phát sáng mà ngươi nhìn thấy bên trong. Tồn tại một số các vị diện nhỏ các vị diện này bản thân nó thì ổn định Nhưng mà vị trí thì lại di động theo không gian Cổ diêu cao mày Cổ muốn lợi dụng các vị diện nhỏ này để tiếp tục đi tới Hài quá thật thông minh Đã đoán trúng rồi Thuần vu tuyển vỗ tay Lúc này nàng trông giống như là một tiểu cô nương ngây thơ trong trắng Người nghi ngờ phương pháp của ta có vấn đề gì sao Cổ diêu nói Ta cần xác định một việc Cô có biết được hướng chảy của tinh hà không Thuần vu tuyển nhún vai Cái này thì không ai có thể đoán trước được bởi vì phiêu di không gian thay đổi liên tục theo thời gian. Nhưng mà... Nói đến đây thì ngữ khí của nàng cũng thay đổi. Có bà bà ở đây thì vấn đề này đã dễ dàng giải quyết rồi. Nàng không có nói là lão phụ dùng phương pháp gì. Nhưng mà khả năng của một không gian ma pháp sư chuyên nghiệp thì không có gì có thể nghi ngờ. Cổ diêu suy nghĩ một chút. Nếu như thần vũ tuyền không nắm chắc tám phần thì sẽ không mạo hiểm. Nhưng mà bản thân mình thì cần phải tận trọng một chút Lúc trước đi qua hơn 200 không gian vị diện thì còn có thể tự trở về được, còn phiêu di không gian này thì vượt qua khả năng của mình. Nếu như con mắm này lợi dụng không gian để nhốt mình vào đó thì không phải là tiêu đời sao? Nhưng mà đã đến đây rồi, không để lại phí công đi về. Cổ Diêu quyết định chủ ý thật nhanh, tiếp tục đi tới, nhưng phải tranh thủ tìm được nhược điểm của Thần Vũ Tuyển, khi cần thiết phải tự bảo vệ bản thân mình trước, không thể để cho nàng làm bậy được. Vừa nghĩ đến đó thì hắn bất đắc dị nói, "Được rồi, bên kia phiêu duy không gian là cái gì? thuần vũ tiền tiểu thư, bây giờ cô có thể nói cho ta biết được chưa? Hả, đừng có vội, người sẽ nhanh chóng được biết thôi, được tận mắt chứng kiến không phải là càng thú vị hơn sao? thuần vũ tuyển đến giờ này mà còn múa thái cực quyền khiến cho cổ diêu phải nghiến ra ken kết. Tiểu ma nữ này thật là quá cẩn thận, sợ có chuyện ngoài ý muốn nên quá kín miệng. Lần hành động này vô cùng bí hiểm, khẳng định là không có gì tốt đẹp, mà mình chỉ là người ngoài mà thôi, biết được bí mật mà bí mật càng lớn thì càng không tốt. Cô Diêu nghĩ rằng càng cần phải thận trọng hơn rất nhiều, nếu không thì đến chết cũng không biết là tại sao. Lúc này, Lã Phụ đã hành động, lấy ra một cái la bàn, bề mặt đen nhánh, có thể thấy được một vài điểm sáng màu vàng, trong đó có vài điểm còn di động nữa, không biết là công cụ gì mà có thể hoạt động trong không gian. Ngoài trừ màu vàng ra thì còn có các điểm sáng màu trắng, có thể là vị trí hiện tại của ba người bay qua từng vị diện nhỏ trong không gian tinh hà, tiếp tục đi như thế khoảng nửa giờ, điểm màu vàng trên la bàn của lã phụ tiếp cận điểm màu trắng. Lúc này thì nàng lên tiếng, chuẩn bị, chính là nó rồi. Nói xong thì thu hồi la bàn, 10 ngón tay đan chéo vào nhau. Lúc này hai bàn tay của nàng trở nên trong suốt, thậm chí là có thể thấy rõ được xương bàn tay ở bên trong. Một lực lượng không thể diễn tả bằng lời lập tức tràn ngập khắp không gian. Số lượng không gian ma pháp sư rất là ít đòi, mà đạt đến được cấp bậc đại ma đạo sư thì lại càng như phượng mao lân giáp có thể nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay ngay cả cổ diêu cũng chưa từng thấy qua khoảng nửa phút một mảnh không gian nhỏ từ bên trong ngân hà hiện ra tuy nói là nhỏ nhưng mà diện tích của nó cũng khá là lớn lúc này khí thế của lão phụ cũng lên đến đỉnh điểm thân hình gầy ốm lúc này trông giống như là một ngọn núi cao khó có thể vượt qua được cổ diêu và thuần vũ tuyền không tự chủ được mà đứng cách ra hơn mười mấy thước mới cảm giác được thoải mái một tí Phá Lạ phụ quát nhẹ một tiếng Một tia đấu khí hình tròn xuất phát từ giữa vị trí đan chéo hai tay xuất ra Phá hủy vỡ tường không gian trước mặt Tạo ra một lỗ hồng có đường kính khoảng hơn năm thước Một không gian liệt phùng nhân tạo Từ trong tư liệu của thần thánh học viện Cổ Diêu cũng biết được không gian đại ma đạo sư Có thể tiến hành thứ nguyên công kích Có thể xé rách không gian Nhưng dù sao thì đó cũng là trong sách Không thể nào được như chứng kiến thực tế Lúc này thì khối không gian nhỏ kia cũng đã đến gần, Lão phụ lại thuấn di đi vào trong không gian liệt phùng, mau đuổi theo, không phải là không gian liệt phùng tự nhiên nên sẽ nhanh chóng hấp thụ năng lượng mà tu bổ lại. Sau khi nói xong thì Tuần Vũ Tuyển cũng nhanh chóng đuổi theo lã phụ. Đúng như Tuần Vũ Tuyển nói, đường kính hơn năm thước kia của khe hở dần dần co rút lại, tốc độ không chậm, nhanh chóng co lại còn có hơn 4 thước 8. Cổ Diệu thấy thế thì cũng hít sâu một hơi tiến vào trong cái khe. Khi mà đường kính của khe hở còn hơn 3 thước thì vị diện nhỏ kia đã đến trước mặt lần này thì lãm phụ chỉ dùng tay đẩy một cái thì lại có một cái khe xuất hiện bên ngoài cái khe chính là vị diện nhỏ kia đừng nghĩ cái khe và vị diện nhỏ kia gần trong gang tấc mà lầm khoảng cách thật sự của nó có thể đạt đến cả trăm ngàn km thậm chí là xa hơn đem hai không gian hoàn toàn ngăn cách với nhau nối lại nếu như không phải là không gian đại ma đạo sư thì vấn đề này thôi đã đủ làm khó vô số người cổ diêu đi theo lãm phụ và thuần vũ tiền nhảy lên tiểu vị diện một lực kéo rất mạnh hút lấy thân thể của hắn hắn cảm thấy hoa mắt khi mở mắt ra thì đã đứng trên mặt đất rồi thân ở bên trong phát hiện ra tiểu vị diện này cũng không phải là nhỏ diện tích của nó có thể tương ứng với một hòn đảo nhưng khác ở một điểm là hòn đảo này lại di động hơn nữa xung quanh hòn đảo này các dòng sông có chứa chất lỏng phát sáng không phải là nước chúng nó thực sự là không gian di động nếu như không cẩn thận té xuống thì không phải biết bơi là có thể giải quyết được bởi vì vừa té xuống thì thân thể đã bị xé nát một tiểu vị diện thì không thể có đầy đủ như một vị diện lớn được không có mặt trời không có ánh trăng cũng không có sao chỉ có một không gian nhỏ và một miếng đất nhưng nó lại cố định nên mọi người cũng có thể an tâm di chuyển ở bên trong không gian kỳ dị này quả thật cũng rất là kích thích nếu như không phải là cố kỵ thuần vu tuyền thì hành trình này quả thật rất thú vị ở trong phiến không gian này thì cảm quan hoàn toàn bị hỗn loạn không thể nào dùng phương thức thông thường để phán đoán được phương hướng cũng may là có lã phụ này là một hành gia Đem la bàn ra, lão tiếp tục nhìn chằm chằm vào quang điểm rậm rạp trên đó. Di chuyển ở bên trong tinh hà cũng có thể thấy được các vị diện nhỏ khác trôi qua bên cạnh. Các tiểu vị diện nhỏ này cô lập với nhau, tựa hồ như có một lực điều khiển chúng di chuyển. Mỗi lần mắt thấy chúng sắp va chạm thì hình như có một lực đẩy nào đó tách chúng ra. Một lát sau, lão phụ lại dùng thứ nguyên công kích của mình để tạo ra một cái khe hở không gian. Ba người lại rời khỏi mảnh không gian này di chuyển trong mảnh không gian khác. Ở mảnh không gian kế tiếp thì diện tích xem ra nhỏ hơn và quỹ tích của nó cũng tốn thời gian ít hơn, có thể là ngắn hơn vài giờ. Hiển nhiên quỹ tích của các mảnh không gian này không giống nhau, nếu như chúng nó giống nhau thì lão phụ không cần phải đổi tới đổi lui như thế. Đương nhiên, đáp án thì chỉ có thể đến nơi mới biết được, Thuần Vũ Tuyền sẽ không tiết lộ trước. Trong lần hành trình này thì khát vọng đạt được lĩnh vực của cổ diêu càng tăng cao. Nếu như có được lĩnh vực thì có thể có được năng lực cải biến pháp tắc, cũng có thể giảm bớt ảnh hưởng do phải di chuyển qua các không gian khác nhau, không cần phải như hôm nay phải trông cậy vào một người không đáng tin. Cổ Diêu vẫn một mực, mực quan sát cái la bàn kỳ quái kia. Sau đó thì hắn phát hiện ở giữa trung tâm của la bàn có một điểm đỏ, liên tiếp thay đổi hơn 10 vị diện thì ba điểm trắng đại diện cho ba người di chuyển đến gần điểm đó. Cái điểm màu đỏ kia phải chăng chính là mục tiêu của thần vũ tuyển. Cổ Diêu có khả năng quan sát rất tốt, nhanh chóng hiểu được sơ bộ về cái la bàn ảo diệu kia. Trên la bàn chính là vô số các vị diện nhỏ, các điểm sáng màu vàng trên la bàn tuy lộn xộn nhưng thực tế thì nó di động có quy tắc. Từng điểm sáng màu vàng di chuyển xung quanh điểm đỏ, vận động theo chu trình, mà khoảng cách của chúng với điểm đỏ thì cũng khác nhau, có cái gần, có cái xa, mà ba điểm trắng tức là ba người mỗi lần di chuyển sang một phiến không gian khác thì kéo gần khoảng cách so với điểm đỏ lại một chút. Như thế, sau mỗi lần hoán đổi thì khoảng cách đến điểm sáng màu đỏ cũng càng gần, theo lý thuyết thì có thể sớm đi đến được điểm sáng màu đỏ đó. Lúc này Cổ Diêu lại càng cảm thấy tò mò hơn đối với mục đích của Thần Vũ Tuyền, phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể đến được. Cuối cùng thì đó là địa phương thần bí nào? Mà thần Phúc Tuyền muốn đến đó để làm gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 38 của Vô Sĩ sì Đào Tạc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 39.